Nay thầy và các em sẽ cùng nhau sang bài số 5, đó là phương trình lượng giác cơ bản. Đây là một trong những bài toán rất quan trọng với các em. Muốn giải được phương trình lượng giác thì chắc chắn phải đưa về phương trình lượng giác cơ bản. Và khi đưa được về phương trình lượng giác cơ bản thì chúng ta sẽ giải nó như một phản xạ thôi. Thì đầu tiên là cả lớp quan sát của thầy phần kiến thức cần nhớ. Phương trình lượng giác cơ bản là các phương trình có dạng như là sin x bằng m, cos x bằng m, tan x bằng m hay là cotan x bằng m. Nghĩa là các em hiểu là phương trình lượng giác cơ bản là những loại phương trình lượng giác đơn giản nhất có thể rồi. Người ta sẽ cho chúng ta biết trước giá trị sin, cotan hoặc cotan để các em đi tìm cái góc x này. Cả lớp đồng ý chỗ này không nhờ? Giải phương trình chính là tìm gì đấy cả lớp? Tìm x. Thì các em có những giải phương trình bậc bậc nhất, giải phương trình bậc bậc hai. Có phải bản chất của giải phương trình là tìm x không? Cả lớp đồng ý chỗ này không nhờ? Bậc nhất, bậc hai rất là dễ giải, nhưng mà phương trình lượng giác thì chúng ta có cách giải khá đặc biệt như sau. Nào, hãy ví dụ như các em giải một phương trình chứa căn như này, cho thầy hỏi là cái phương pháp của các em làm là gì? Các em muốn tìm x thì các em sử dụng một cái phương pháp đó là bình phương hai vế. Đấy, người ta gọi đây là giải phương trình đấy. Thế bây giờ nếu người ta cho sin x bằng m thì các em tìm x như nào? Các lớp hình dung được cái yêu cầu bài toán chưa? Thì việc đầu tiên thì chúng ta phải nói qua với nhau là phương trình lượng giác nó không giống như các phương trình chứa căn hay phương trình đa thức bình thường. Phương trình lượng giác luôn luôn là các phương trình vô số nghiệm. Tại sao là vô số nghiệm? Bởi vì các em còn nhớ là nếu các em có một góc x. Đây nhá, ví dụ như này này. Ví dụ thầy cần sin x bằng 1/2. Thế thì khi các bạn tìm ra được một góc x thỏa mãn điều này, các em bình thường các em tìm góc x các em làm như nào? Cái này chắc chắn là các em học ở trong chương trình lớp 10 rồi. Các em muốn tìm góc x, các em bấm shift sin gì? Shift sin của 1/2, các em bấm thử thầy xem ra bao nhiêu độ nào. Các em bấm thử thầy xem nó ra bao nhiêu độ nào. Bao nhiêu độ? 30 độ. Vậy cho thầy hỏi là nếu mà các em chỉ ghi như này là đúng hay sao? À, ghi như này là mình ghi thiếu. Thế sao là thiếu? Bởi vì các bạn hiểu này, 30 độ không phải là một giá trị duy nhất để sin của nó bằng 1/2. Chúng ta biết này, nếu mà thầy cộng thêm bao nhiêu độ vào đây? Nào, thầy cộng thêm 360 độ vào, thầy được góc bao nhiêu độ? Đọc to lên, bao nhiêu độ? 390 độ, các em bấm thử thầy sin 390 độ nó có ra 1/2 không? Bấm thử đi, sin 390 nó có ra 1/2 không? Tại sao như vậy nhỉ? À, chúng ta biết là các góc hơn kém nhau bao nhiêu độ? Các góc hơn kém nhau một bội lần của 360 độ thì có giá trị bằng gì? Bằng nhau. Bây giờ thầy cộng thêm 720 độ được không? Nó cũng bằng nhau chưa? Rồi, bây giờ các em còn học ở buổi trước này, 150 độ được. 150 độ thì là góc như nào với góc này? Bù. Mà hai góc bù nhau sin có bằng nhau không? Có, bấm thử sin 150 độ xem có ra 1/2. Có ra 1/2 không? Có. Vậy các em nhận ra một điều này. Các em đã hiểu ý thầy nói chưa? Là phương trình lượng giác nó luôn luôn có vô số nghiệm. Còn lớp, cả lớp có đồng ý chỗ này không nhỉ? Vậy việc em chỉ bằng máy tính á, máy tính chỉ cho chúng ta mấy nghiệm thôi? Một nghiệm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể viết được tất cả các nghiệm còn lại lên trên một công thức? Đó chính là cách mà chúng ta học bài ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta vào cụ thể giải cho từng một phương trình, ở đây có 4 phương trình nhá, sin, cotan, cotan giải khác nhau. Được chưa nhỉ? Thì các em việc đầu tiên là các em phải nhớ là phương trình sin x bằng m với cos x bằng m. Muốn có nghiệm thì m phải nằm từ -1 đến 1. Cả lớp có đồng ý với thầy điều này không đã? Bởi vì sin cos chỉ nhận giá trị từ từ mấy đến mấy nhỉ? Sin cos chỉ nhận các giá trị từ -1 đến 1. Thế bây giờ thầy yêu cầu các em giải phương trình sin x bằng 2 thì các em có cần giải không? Có sin x bằng 2 không? Theo em, sin x có bằng được 2 hay không? Có à? Theo các em có bằng được 2 không? Không, vậy phương trình đó là phương trình vô nghiệm. Sin cos nó chỉ nhận giá trị từ -1 đến 1. Thế em giải thầy phương trình này cái. Phương trình này có giải được không? Phương trình này người ta gọi đây là phương trình vô gì? Vô nghiệm. Vậy nếu các em có sin cos mà bằng một giá trị không nằm trong cái đoạn từ -1 đến 1 thì các em không cần giải nữa. Các em kết luận cho thầy đấy là phương trình vô nghiệm. Đó là sin cos thôi, còn tan cotan thì có điều kiện gì không? Không. Tan x bằng bao nhiêu bằng m này, cotan x bằng m thì nó có nghiệm với mọi m. Nghĩa là dù m bằng bao nhiêu đi nữa thì tan với cotan nó đều sinh ra nghiệm hết. Các lớp nghe rõ này chưa nhỉ? Vậy các em lưu ý đối với cái gì thôi? Sin cos. Đồng ý chưa? Rồi. Vậy thì ở đây thầy chia chúng ta là 4 dạng cơ bản nhất. Nào, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giải phương trình cho từng dạng một. Phương trình đầu tiên thầy hướng dẫn các em giải đó chính là phương trình sin x bằng m. À, cách để giải phương trình sin x bằng m như sau. Về mặt tổng quát
Sin x bằng m, ta tìm x bằng công thức, đó là x sẽ bằng arc tan à arc sin của m cộng với k2π. Thì bây giờ các em bắt đầu hỏi này, arc sin của m là gì? Arc sin của m đây là một phép toán trên máy tính, hoặc là đây là một ký hiệu giúp chúng ta xác định được góc x thỏa mãn phương trình này. Nhưng mà đây chỉ là một góc x thỏa mãn. Arc sin m làm như nào? Arc sin m chính là lệnh gì trên máy tính đấy? Shift sin. Cả lớp đã nghe rõ này chưa nhỉ? Trên máy tính arc sin m chính là cái lệnh shift sin, và nó ký hiệu trên máy tính là gì? Arc sin này, arc. Chúng ta sẽ bấm trên máy tính là gì? Đọc lên cho thầy. Shift sin. Thì trên máy tính khi các em bấm shift sin thì máy tính nó sẽ báo sin mũ trừ mấy đấy? Sin mũ trừ 1 đúng không? Shift sin m. Vậy các em hiểu arc sin m là gì? Đọc lại. Arc sin m là một góc lượng lượng giác thỏa mãn phương trình này. Nghĩa là máy tính tìm cho chúng ta sẵn mấy nghiệm? Một nghiệm. Nhưng đây chỉ là một nghiệm, nhưng mà thầy vừa nói phương trình này một nghiệm hay vô số nghiệm? Vô số nghiệm. Bởi vì nếu thầy được một nghiệm thầy cộng thêm k mấy bi nhỉ? K2b. Thì có phải là tất cả các nghiệm này mà cộng thêm k2b thì nó đều gì đấy? Đều thỏa mãn phương trình chưa? Cả lớp hiểu tại sao thầy phải cộng thêm k2b chưa? Rồi, vậy thầy gọi thằng này là góc lượng giá, hoặc thầy có thể gọi thằng này là đầu mút nhá. Nghĩa là đây là một nghiệm của phương trình. Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi cộng thêm với chu kỳ là bao nhiêu? K2b đổi sang đơn vị độ là bao nhiêu độ đấy? K360 độ. Cả lớp nghe rõ chỗ này chưa nhỉ? Rồi, tuy nhiên thì thằng này nó có một cái rất là hay này. Là đối với sin thì hai góc bù nhau sin lại bằng gì? Bằng nhau. Cho nên thằng này còn một họ nữa, thằng này còn một nghiệm nữa là gì? Chúng ta sẽ lấy cái góc như nào nhỉ? Bù với góc này. Bù với góc này là góc nào? Đúng rồi. Nào, các em luôn luôn phải nhớ một điều rất đơn giản trong đầu này. Thầy cho các em một góc thì bù với nó là gì? À, bi, chúng ta lấy bi trừ góc đó. Có hiểu không? Thầy cho các em góc thầy cho các em góc alpha thì bù với nó là góc nào? Hiểu không? Nên đây, bù với góc này là gì? Bi trừ góc này. Sau đó chúng ta ra được góc rồi thì chúng ta cộng thêm gì vào là kết thúc nhỉ? À, cộng thêm k2π. Và các em hiểu là mỗi một công thức này người ta gọi đây là một họ nghiệm. Thằng này có mấy họ? Hai họ. Cả lớp nhìn hiểu cách đọc chưa? Mỗi một công thức như này người ta gọi đây là một họ nghiệm. Vậy một họ nghiệm nó phải có cấu trúc là gì nhỉ? Nó gồm có góc lượng giác cộng thêm chu kỳ. Góc lượng giác cộng thêm chu kỳ. Thằng này mấy họ, nhắc lại? Hai họ. Họ đầu tiên có góc lượng giác là pi à, là arc gì đây? Arc sin m. Họ thứ hai pi trừ arc sin m, chu kỳ đều là k2π. Cả lớp đã nghe rõ chỗ này chưa? Rồi, và cách để cả lớp nhìn, cách để chúng ta xác định arc sin m thầy hướng dẫn bên cạnh chưa? Thực ra đây chỉ là một cách để chúng ta bấm máy tính. Nhưng khi bấm máy tính thì nó sẽ có trường hợp là xấu hoặc gì đẹp. Nó giống như này này, cả lớp nhìn này. Các em tìm x bằng cộng trừ căn mấy? Căn 4. Có đúng như này không? X bình bằng 3 thì sao? Nhìn. Có đúng như này không? Nhưng mà tuy nhiên này, căn 4 nó ra mấy? Hả? 2. Thế thì mình có thể không biết là cộng trừ căn 4, mình biết là cộng trừ mấy chỗ này nhỉ? Cộng trừ 2. Hiểu ý thầy nói chỗ này chưa? Nhưng mà thằng này nó ra bao nhiêu? 1,732, thằng này ra số vô tỉ. Chính vì vậy, chúng ta sẽ để nguyên ký hiệu là căn mấy? Căn 3. Vậy thằng arc sin này cũng thế. Có những trường hợp nó ra rất đẹp, có những trường hợp nó lại ra rất gì? Rất lẻ. Cái lớp hiểu ý thầy nói chỗ này chưa nhỉ? Đây, thầy lấy ví dụ như sau. Thầy lấy ví dụ nhá. Thầy có phương trình là sin x bằng 1/2. Nào, hãy giải cho thầy phương trình này theo cách mà thầy vừa cho. Chúng ta tìm x nhá. Đọc, x bằng gì? Đọc lên, arc gì? Arc sin của bao nhiêu? Arc sin 1/2 cộng thêm chu kỳ là k2π. Hiểu cấu trúc chưa? Xong được họ đầu tiên, họ thứ hai là gì? Pi trừ arc sin của 1/ 1/2 cộng k2π. Có đúng không? Có đúng không? Rồi, nhưng bây giờ các em bấm thử cho thầy xem arc sin 1/2 nó có đẹp không. Bấm đi. Ấn shift sin 1/2.
À 30 độ. À nhưng mà các em đang để đơn vị là gì đây? Nào anh Nam bấm cho các bạn. Arcsin 1/2 bấm trên máy tính này, ấn vào thầy shift sin này. Đấy, đọc thằng này trên máy tính là gì? Chúng ta không đọc là sin mũ trừ 1 nhá, mà ta đọc đây là arc gì? Arcsin của bao nhiêu? 1/2. Máy tính báo ra bao nhiêu độ? 30 độ, nhưng mà đặt nó vào đây thì không được, bởi vì chúng ta đang để chu kỳ là radian mà. Vậy chúng ta đổi cho thầy thằng này sang radian đi, ấn cho thầy shift menu. Chọn đơn vị góc radian, ấn bằng lại đi. Máy tính sẽ không để dưới dạng là độ nữa, mà máy tính sẽ đổi sang đơn vị radian là bi trên mấy đây? Bi trên 6. Vậy cho thầy hỏi này, Các em có thể đổi cái arcsin 1/2 thành gì cho thầy nhỉ? Arcsin 1/2 đang bằng bi trên mấy? Bi trên 6. Vậy chúng ta viết lại thành gì, đọc lên cả lớp. Mình sẽ không viết arcsin 1/2 nữa, mà mình giờ sẽ viết thằng này thành bi trên mấy cho thầy? Bi trên 6, hiểu ra chưa? Thế thằng này ở đây là pi trừ bi trên mấy? Pi trừ bi trên 6 là bao nhiêu? Pi trừ bi trên 6 bấm đi, số gọn được mà. Lấy 1 trừ 1/6 thôi. 5/6, đúng không? 1 trừ 1/6 ra 5/6, tức là mấy bi trên 6 nhỉ? Hiểu rõ chỗ này không? Có đúng không? Hình dung đúng không? Rồi, thế bây giờ cả lớp cho thầy hỏi này. Đấy, trong trường hợp này thầy đang được arcsin là một giá trị đẹp. Thế nếu như bây giờ thầy có phương trình như sau, sin x bằng 1/3, thì theo cấu trúc thì thầy được x bằng gì? Arcsin 1/ 1/3 cộng K2pi, hoặc x bằng arc gì đấy. À thầy xin lỗi một chút, chỗ này là pi trừ arcsin 1/3 cộng K2pi. Có hiểu công thức không đã cả lớp? Tuy nhiên thì bây giờ cho hỏi arcsin 1/3 đẹp hay xấu cả lớp? Nào anh Nam bấm thử cho các bạn xem đẹp hay xấu nào. Arcsin 1/3, shift sin, sin 1/3. Thế trong trường hợp các em bấm máy tính mà nó ra như này thì làm thế nào nhỉ? À thì mình để nguyên cho thầy như này, không được làm tròn nhá. Cái lớp hiểu ý nghĩa nó giống như căn chưa? Căn đẹp thì ta đưa về số đẹp, mà căn lẻ thì để nguyên căn cho thầy. Cái lớp đồng ý chỗ này không nhỉ? Rồi, vậy khi đi làm bài, việc đầu tiên là phải bấm gì trước đây đâu? Phải bấm arcsin, arccos chưa? Hiểu với thầy nói chỗ này chưa nhỉ? Đẹp thì đưa thẳng về góc đẹp cho thầy. Đồng ý không nhỉ? Nếu ra lẻ thì để nguyên góc này. Sau này các em còn thuộc là những giá trị nào ra đẹp cơ. 1 phần 2 này, căn 2 trên 2, căn 3 trên 2, đấy là những giá trị đẹp. Còn tất cả những cái giá trị như 1 phần 3, 1 phần 4 là đều nó ra góc lẻ hết. Cả lớp đã nghe rõ này chưa nhỉ? Vậy việc đầu tiên, hãy nhớ nhá. Đã biết giải phương trình sin chưa? Ok không? Vậy thì các em nhớ nào, nhắc lại với thầy là sin có mấy họ? Nhìn vào đây. Sin có mấy họ? Hai họ. Hai họ của nó có chu kỳ đều là K mấy bi? K2pi, nhưng hai góc lượng giác của chúng bù gì? Bù nhau, bởi vì phải nhớ là hai góc bù nhau thì sin bằng nhau. Tí nữa các em gặp thằng cốt, các em thấy nó tương tự như nào biết không? Nó vẫn dùng y hệt như này, nhưng nó thay arcsin thành arc gì? Arc cos. Thay vì mình bấm shift sin thì mình bấm shift gì cho thầy? Shift cos. Nhưng hai góc của nó lại phải như nào? Em dự đoán đi. Các em dự đoán hai góc của nó sẽ đối gì? Đối nhau, bởi vì hai góc đối nhau cốt bằng nhau. Cốt đối sin bù mà. Cả lớp đã nghe rõ chỗ này chưa nhỉ? Rồi, nhưng bây giờ cả lớp sẽ bắt đầu ngồi làm cho thầy dạng một đã. Nhìn lên bảng nào, alo. Ở trong câu số 1 này, người ta hỏi là nghiệm của phương trình sin x bằng 1/2. Đây chính là phần ví dụ thầy vừa cho các em rồi. Ở đúng không? Các em muốn arcsin 1/2 ra bao nhiêu nhỉ? Các em đưa máy tính và ra radian cho thầy nhá. Bởi vì những cái bài giải phương trình này này, người ta thường để chu kỳ là K2pi. Tức là trong các phương trình người ta yêu cầu đa số người ta để đơn vị là radian mất rồi. Nên là chúng ta để máy tính với radian cho thầy nhá. Không phải chu kỳ K2pi các em để 30 độ là không được đâu. Cả lớp nghe rõ này chưa nhờ? Hai đơn vị nó phải khớp nhau. Vậy ta được x này, arcsin 1/2 thì ra pi trên mấy? Pi trên 6 cộng với chu kỳ K2pi. Họ nghiệm tiếp theo thầy được góc lượng giác là 5 pi trên 6. 5 pi trên 6 là thầy lấy gì nhỉ? Pi trừ đi với thằng này đúng không? Thầy lấy bù góc này rồi cộng với K2pi, đáp án là gì? Đáp án đây là đáp án gì? A đúng không? Đáp án A. Nào, ở trong ví dụ số 2, đề bài hỏi chúng ta là nghiệm của phương trình sin 2x bằng căn 2 trên 2 là. Các lớp quan sát nhá. Sin 2x bằng căn 2 trên 2. Thế các em phải lưu ý này. Đây là phương trình lượng giác cơ bản, nhưng cái góc ở đây không phải là góc x nữa, mà góc đây là góc mấy x?
2x. Vậy khi chúng ta sử dụng công thức thì chúng ta tìm ở đây là tìm được cái góc 2x này này. Các em cứ hình dung đơn giản nhé. Các em có sin 2x bằng căn 2 trên 2, các em muốn tìm được 2x đúng không? Các em muốn tìm được 2x tức là các em phải bỏ gì đi? Bỏ sin, muốn bỏ sin thì ấn máy tính là gì? Shift gì cho thầy? Shift gì? Shift sin. Và nhớ đây là nó có mấy trường hợp xảy ra nhỉ? 2 trường hợp xảy ra. Nghe rõ chỗ này chưa? Nhớ là nó có 2 trường hợp xảy ra. Shift sin căn 2 trên 2 ra pi trên mấy nhỉ? Pi trên 4, thằng này nó đẹp đúng không? Chuẩn chưa? Cộng với chu kỳ là K2P, thế thằng ở dưới là gì? Thằng ở dưới thì mình phải lấy góc bù với góc này. À, 3P trên 4 đúng rồi. Nào, cộng với K2P. Tất nhiên là thầy không muốn viết ở đây này. Chả lẽ bây giờ thầy cứ đi ngồi viết pi trừ pi trên 4 làm gì? Cái này cái bấm máy tính được mà. Có được không cả lớp? Cho đỡ dài dòng đi. Bây giờ chia mấy xuống này tìm x để xong bài nhỉ? Chia 2 xuống, thầy được x bằng gì? Pi trên 8 cộng k gì đấy, chia phải chia vào cả hai nhá, cộng k pi, ở đây là 3 pi trên 8 cộng với k pi. Và khi nhìn đáp án mình nhìn chu kỳ này, chu kỳ này sai này, không cần nhìn này, không cần làm này, bỏ luôn này. K pi này, k pi này, thằng này loại này, loại a này, loại d này. Và nhìn vào nốt cho thầy cái góc lượng giác là pi trên 8 và 3 pi trên 8 đáp án gì đây? C. Cả lớp hiểu cách để chúng ta nhìn ra đáp án chưa? Bởi vì mấy cái này trông thế thôi, ra đáp án mà nhìn bốn thằng nó giống giống nhau là nhìn hoa mắt phết đấy. Có đúng không nhỉ? Rồi, đáp án đây là đáp án C. Câu số 3. Ví dụ số 3. Trong ví dụ số 3 thầy có phương trình như sau. Đó là căn 3 nhân với sin của 3x cộng 2v trên 3 bằng 3/2. Nào, cả lớp quan sát này. Căn 3 nhân với sin của góc 3x cộng với 2p trên 3 bằng 3/2. Thì việc đầu tiên là thầy muốn tìm, muốn giải được phương trình này thì thầy phải chia bao nhiêu xuống đây? Chia căn 3 xuống để đưa thằng này về thành phương trình lượng giác cơ bản chưa? Vậy anh này sẽ tương đương là phương trình gì đây? Sin của góc bao nhiêu nhỉ? Đọc rõ lên, sin của góc 3 gì đấy? 3x cộng 2p trên 3 bằng 3/2 chia căn 3. 3/2 chia căn 3 là còn căn 3 trên 2. Và bây giờ thầy sẽ bấm máy tính này. Bây giờ thầy muốn bỏ sin thì ấn shift gì đi? Shift sin thì thầy bấm thử thì thầy nó đẹp hay xấu đã. Thầy được góc bao nhiêu? Hả? À, thầy được góc pi trên 3, nghĩa là thầy sẽ không ghi arc sin nữa mà thầy ghi thẳng luôn là pi trên mấy nhỉ? Pi trên 3. Và nhớ là khi em bấm máy tính là cái mà em tìm được là cả góc này nhá. Mình không phải tìm được x đâu mà mình phải tìm được cả góc này đấy. Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Vậy thầy có mấy trường hợp nhỉ? 3x cộng 2pi trên 3 bằng, thứ nhất là bằng gì luôn? Pi trên 3 ở đâu ra nhé bạn? À, shift sin của căn 3 trên 2 thì nó sẽ ra thằng này này, hiểu chưa? Rồi, cộng với chu kỳ cho thầy là k mấy pi? K2pi. Trường hợp thứ hai, mình lấy bù với thằng này, bù với thằng này là thằng nào? 2pi trên 3, đúng rồi. 2pi trên 3 cộng K2pi. Ok không? Có đồng ý không? Rồi, một là các em bấm máy tính nhá, bấm máy tính ra này, hoặc là thôi chúng mày nhẩm với thầy này. Thế mà thầy cho các em phân số A trên B thì bù với nó là góc nào? Thằng này bù với thằng nào? Ví dụ nhá, cả lớp là nghe này. À không, bây giờ có phải là cái mà các em cần làm ở đây đó là các em lấy 1 trừ đi A trên B đúng không? Cả lớp đồng ý không nhỉ? Thầy đang nói về cách để thầy nhẩm nhá. 1 trừ A trên B có phải là B trừ A trên B không? Ý nghĩa của nó là gì? Lấy mẫu trừ đi tử là xong. Đây thầy nhẩm này. Thầy không phải thầy bấm đâu. Thằng này là 1 phần mấy? 1 phần 3 thì bù với nó. Đây có phải là 3 trừ 1 là mấy? 2. Cả lớp hiểu thấy sao thằng này là 2 phần 3 chưa? Nghĩa là thằng này thiếu mấy để bằng mẫu? Thiếu mấy? Thiếu 2 để bằng mẫu. Tức là nó là 2 phần 3. Nào cho đổi bù của 5 phần 6 là mấy? 5 phần 6 bù nó là 1 phần gì? 1/6. Bù của trừ 2/9 là gì? 9 trừ âm 2 là 10 mấy? 11/9. Cả lớp có hiểu cách thầy nhẩm ra góc bù chưa? Không cần bấm nhá. Còn tất nhiên là quên thì bấm đi, chả sao cả. Rồi bây giờ mục tiêu của thầy là gì? Là tìm gì đây? Mục tiêu của thầy và các em là tìm x. Chuyển thằng này sang đây. Chia mấy xuống? Chia 3. Nào anh Nam bấm đi. X bằng pi trên 3 này, bấm luôn nhá. Pi trên 3 trừ 2pi trên 3. Pi trên 3 trừ 2pi trên 3
2pi trên 3 bằng đi. Chúng ta được góc là trừ pi trên 3 chia 3 luôn. Tìm x thì chia 3 luôn, chia 3 được bao nhiêu? Cả lớp ra được góc trừ pi trên 9 chưa? Thì chu kỳ ở đây là các em cũng phải chia mấy tiếp cả lớp nhỉ? Chu kỳ ở đây là K2pi thì các em phải chia mấy tiếp cho thầy? Chia 3. Còn thằng ở dưới, hai thằng này chia tiếp nhau là hết rồi. Vậy thầy được 3x mà bằng thằng này thì x bằng gì? X bằng K2pi trên 3 bởi vì cái góc lượng giác ở đây bằng 0 luôn rồi. Lớp đồng ý số này chưa? Rồi, vậy đáp án đúng là đáp án gì? C à? Cả lớp có ra đáp án C không? Rồi, câu 4. Ví dụ số 4, nghiệm của phương trình 3 lần sin x bằng 1. 3 lần sin x bằng 1 thì các em phải chia mấy số này giải nhỉ? Chia 3, thầy được sin x bằng gì? 1/3, vậy thầy sẽ tìm được x bằng cách lấy arc gì? Thầy muốn tìm x thì thầy ấn shift sin 1/3, nhưng mà vấn đề là bấm ra nó đang lẻ hay là sợ đẹp. À, nó ra xấu, xấu thì phải để nguyên ký hiệu là. Để nguyên là arc gì đấy? Arc sin 1/3 cộng với chu kỳ K2pi hoặc pi trừ arc sin, đúng rồi, cộng với K2pi. Hiểu ra vấn đề chưa? Đáp án là gì? C. C đúng không nhỉ? À, B chứ nhỉ? Đây là KPI mà. Đáp án B. Đấy, nảy nhiều lúc còn thành nhầm. Nào, trong ví dụ số 5 này, đề bài yêu cầu là tìm nghiệm của phương trình là 3 lần sin, các em để ý là sin ở đây là sin góc 5x nhá, bằng 2. Ta có này, vậy sin góc 5x bằng gì? Ta chia 3 xuống là 2 phần mấy? 2/3. Vậy ta tương đương điều gì nhỉ? Ta tìm góc 5x như nào? Ấn shift gì? Shift sin 2/3, nhưng vấn đề là bấm ra nó đang lẻ, đúng không? Vậy ta được 5x bằng gì đây? Arc sin của 2/3 cộng với K2pi hoặc 5x bằng pi trừ arc sin của 2/3 cộng với K2pi. Và tất nhiên bây giờ chúng ta sẽ tìm x bằng cách là chia mấy số nhỉ? Chia 5 xuống. Vậy ta được x bằng arc sin của 2/3 tất cả chia 5 cộng với chu kỳ là K2pi trên 5, x ở dưới bằng. Chúng ta để ý là chúng ta phải lấy cả góc này chia 5 nhá. Nó đồng ý chỗ này không nhỉ? Vậy ở đây phải là pi trừ gì? Pi trừ arc sin của 2/3 tất cả chia 5 này cộng với chu kỳ là K2pi trên 5. Đáp án gì cả lớp ơi? Đáp án D. Chuẩn chưa? Rồi, các bạn quan sát vấn đề trong dạng số 2 nhé. Ở trong dạng số 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau giải phương trình ra là cos x bằng m. Thì đối với phương trình lượng giác có dạng là cos x bằng m thì ta tìm x như nào? Thì nếu ta gặp phương trình có dạng cos x bằng m, ta chỉ x bằng công thức như sau: x của chúng ta bằng arc cos của m cộng với K2pi hoặc bằng trừ đi arc cos của m cộng với K2pi. Sau đó k là một số nguyên và m của chúng ta phải là một số nằm từ trừ 1 đến 1. Thì các bạn quan sát có thể là cái thằng arc cos m này ta tìm như nào? Thì arc cos m này ở đây thực tế là các em chỉ cần bấm máy tính là sin cos của gì là xong rồi. M. Lớp đồng ý chỗ này chưa? Và lúc này ta sẽ thu được hai phong nghiệm, và hai phong nghiệm này ở đây là có hai cái đồng mũ này đang nối nhau, hai cái góc này đang nối nhau này. Còn chu kỳ thì đều là cộng thêm k mới đi hết cả lớp này. Cộng thêm k 2pi. Nào chúng ta quan sát làm nhanh câu số 6. Nghiệm của phương trình cos x bằng 1/2. Nào, bấm máy tính đi. Nếu cos x bằng 1/2 thì em sẽ bấm ngay cho thầy là xem cái arc cos của 1/2 là đen hay xấu. Nếu nó xấu thì em sẽ nguyên arc cos rồi. Còn nếu mà nó đen thì em đi cho thầy ở đây góc đẹp ra nhá. X của chúng ta mà. Nào, em bấm shift cos 1/2 đi. Đưa máy tính về ra đi ăn nhé. Đưa máy tính về đi ạ. Shift cos của 1/2. Rồi, ta được đây là pi trên 3. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta được này, đường cái đầu nút là pi trên 3 nó rất là đẹp rồi. Em cộng thêm k 2pi. Ở dưới em sẽ được x bằng gì đây? Trừ pi trên 3 cộng k 2pi. Em nhớ là giải phương trình sin cos nó khác nhau ở một cái góc này thôi. Trong phương trình sin thì hai góc này đối nhau. Còn trong phương trình cos thì hai góc này đối gì? Đối nhau. Chu kỳ thì đều là k 2pi hết. Thế là các em rõ cái này chưa nhỉ? Rồi, và ở đây chúng ta chọn đáp án gì? B. Nào, câu số 7 nào. Nghiệm của phương trình cos của 3x trừ đi 60 độ bằng căn 3 trên 2. Chúng ta quan sát nhé.
cos của 3x trừ đi 60 độ bằng căn 3 trên 2. Vậy thì việc đầu tiên ở đây là thầy sẽ đưa cái 60 độ này về radian, bởi vì kết quả của chúng ta là biểu diễn theo radian. Đưa 60 độ về radian là bao nhiêu radian được nhỉ? Pi trên 7. Pi trên 3 bằng là V ở đây nhớ nhé. 1 pi radian thì bằng 180 độ. Vậy nếu như ở đây là 60 độ thì chỗ này phải là bao nhiêu đây? Ta lấy 60 nhân pi chia 180. Đó là biểu diễn sao? Cái này là pi trên 3 chậm. Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi mình cứ nhân chéo nhé. Chia thằng này nó ra thằng này. Rồi, vậy đây thầy sẽ đưa anh này về cosin của góc 3x trừ đi pi trên 3 bằng căn 3 trên 2. Và bây giờ thầy muốn đi nữa ấy, thì thầy sẽ phải bấm sip code của căn 3 trên 2. Nào, bấm thử đi. Xem ở đây là ác code của căn 3 trên 2 đẹp hay xấu. Là ác code em ơi, em đang bấm code nữa rồi. Sip code của căn 3 trên 2. Ta được đây là pi trên 6. Vậy ở đây ta được cái góc này này. Cái góc 3x này, em phải nhớ nhá, là cả góc 3x trừ pi trên 3 này đã bấm vị hình căn bằng pi trên 6 cộng k 2 pi, hoặc ở đây là anh 3x trừ đi pi trên 3 bằng trừ pi trên 6 cộng k 2 pi. Tức là nghe rõ cách làm chưa? Rồi chúng ta chuyển cộng pi trên 3 ra đây, trừ pi trên 3 ra đây, tổng ta chia 3. Vậy em bấm vị hình này 1 phần 6 cộng 1 phần 3. Rồi được bao nhiêu? Chia 3 luôn được đấy, chia 3 luôn. Vậy ta được x bằng pi trên 6 cộng này, chỗ này chia 3 thì em tự chia nhé, ta 2 pi trên 3. Rồi, thế còn ở bên dưới x bằng gì? Thì lúc này ta bấm ra thầy là trừ 1 phần 6 cộng 1 phần 3, trừ 1 phần 6 cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 3. Rồi, bằng được bao nhiêu? Chia 3 luôn. Pi trên 17 đây, pi trên 18 cộng với chu kỳ là k 2 pi trên 3. Đáp án là gì nữa? Đáp án là C. Em quan sát thầy vào trong câu 8 là nghiệm của phương trình 2 lần cos của 5x bằng trừ căn 2. Thế thì bây giờ chúng ta phải biến đổi phương trình này để cos của 5x bằng trừ căn 2 trên 2 đã. Cos của 5x này bằng trừ căn 2 trên 2. Sau đó chúng ta tìm cái góc 5x bằng cách là em bấm shift cos của trừ căn 2 trên 2. Đó, xem một thầy ở đây anh này đen hay xấu đã. Nhắc lại xấu thì em đi như là A-code, còn đen thì em để nguyên góc của thầy. Bấm máy tính ở bên này thì đâu, ở góc chúng ta rất là đẹp là 3 pi trên 4. Vậy thì được 5x này, anh này bằng 3 pi trên 4 cộng với k 2 pi. Hãy nhớ là chúng ta có một trường hợp nữa là 5x có thể bằng trừ 3 pi trên 4 cộng k 2 pi. Nhớ nhé là hai góc này nó đang đối với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ đem, chúng ta sẽ chia 5 xuống. Vậy ta rút ra được x bằng mấy nhỉ? Chia 5 xuống ta được x của chúng ta bằng 3 pi trên 10, à trên 20. Chia 5 xuống ta được k 2 pi trên 5. Rồi x ở dưới bằng gì nhỉ? Trừ 3 pi trên 20 cộng k 2 pi trên 5. Rồi ở đây là điều rõ chỗ này chưa? Rồi vậy ở đây mình cho đáp án là gì? Đáp án gì đây? C nha. Ở trong câu số 9 người ta hỏi nghiệm của phương trình 3 lần cos x bằng 1 là 3 lần cos x bằng 1 thì em sẽ đưa phương trình về dạng là cos x bằng 1 phần 3. Rồi bây giờ khi mà em bấm máy tính thì em thấy ác cos 1 phần 3 đang rất là lẻ đúng không? Nếu mà nó lẻ như vậy thì chúng ta không được lấy số xuất chỉ, không được làm tròn, mà em sẽ để nguyên kết quả là ác gì đây ở đâu nhỉ? Chúng ta để nguyên kết quả là ác cos 1 phần 3. Và chỗ này em cộng k 2 pi. Tuy nhiên thì hai cái góc này đối nhau thì em có thể đi từ một để cộng trừ a cos cho nó nhanh. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì đây? B. Phần lớn đồng ý cách làm không nhỉ? Rồi. Câu số 10 này, nghiệm của phương trình 5 lần cos 3x bằng 3 là 5 lần cos 3x bằng 3 thì ta sẽ được cos của góc 3x bằng 3 phần 5. Và khi em ấn cho thấy a cos của 3 phần 5 thì em thấy góc này rất là lẻ. Vậy em sẽ để nguyên góc này đó bằng cách là em đưa thầy là anh này bằng a cos của 3 phần 5. Vậy các em bởi vì nó rất là lẻ này, cộng với cả k 2 pi. Ở dưới thì em sẽ được là 3 x bằng trừ đi a cos của 3 phần 5 cộng với k 2 pi. Rồi, vậy lúc này đây thầy được x bằng gì? À, thầy có thể gộp ra đi, hai thằng này chỉ đang đối nhau thôi. Thầy sẽ được là cộng trừ đi a cos của 3 phần 5 tất cả chia 3
rồi cộng với k 2 pi cũng chia 3, được chưa nhỉ? Vậy sau khi gộp lại thì thầy thấy đáp án đúng có thể là đáp án gì? Đáp án B, được chưa nhỉ? Đáp án B. Ở trong dạng số A chúng ta cùng nhau tìm hiểu và giải phương trình tan tích bằng m. Thì phương trình tan tích và cô tan tích là hai loại phương trình lượng giác mà khi kem giải nó chỉ có một họ thôi. Thì các bạn lưu ý này của cô tan và cô tan thì nhắc lại nhé, nó chỉ có một họ riêng. Bằng cách ở đây kem giải tương tự sin cos thôi. Chúng ta sẽ tìm được tích của chúng ta này, tan tích bằng m nha. Kem tìm tích bằng cách tấn với thầy là a tan của m. A tan thì trên đây thì kem dùng cái này là sin tan, nó đồng với chỗ này chưa? Rồi, sau đó đây là kem kiểm tra xem thằng này đẹp hay xấu. Hiểu chưa? Nhưng mà đặc biệt của thằng này là gì? Thằng ta và thằng cô ta thì đặc biệt ở đây là cái chu kỳ ở đây là k gì thôi, k pi. Còn sin cos thì chu kỳ là k 2 pi. Vậy ở đây chúng ta sẽ có phương trình câu 11 này. Chúng ta hỏi nghiệm của phương trình tan x bằng gamma thì giải rất nhanh, chúng ta sẽ thấy sin tan của gamma này. Tan x này bằng gamma này. Em vẫn có thấy sin tan. Đấy, sau đó em nhập gamma bằng, em được góc rất là đẹp là pi trên 3. Vậy em chỉ cần cộng với chu kỳ là kpi là xong. Phải lấy em rõ chỗ này chưa? Cộng với chu kỳ là kpi. Và đáp án của chúng ta đây là đáp án B. Ở trong câu số 12 thì ta hỏi nghiệm của phương trình tan 2x bằng gamma trên 3. Tan góc 2x này bằng gamma trên 3. Vậy là nó sẽ tìm góc 2x bằng cách tấn cho thầy áp tan của gamma trên 3. Nào anh Nam bấm xem ở đây đẹp hay xấu. Các em tìm cho thầy góc 2x nào. Sin tan của gamma trên 3 thì nó ra rất là đẹp là pi trên 6. Và đừng quên chu kỳ là kpi nhá. Rồi, vậy đây ta tương đương này. X ở đây chia 2 xuống này, pi trên 12 cộng kpi trên 3. Đáp án là gì? C. Câu 13 hỏi nghiệm của phương trình tan này. Đây là tan của góc 5x cộng pi trên 4 bằng trừ tan 3. Tan của góc 5x này cộng với pi trên 4 này anh này bằng trừ tan 3 này. Vậy chúng ta sẽ tìm được cái góc 5x cộng pi trên 4 này bằng cách lấy hát tan của trừ tan 3 sẽ có bằng bao nhiêu nhỉ? 5x cộng với pi trên 4 bằng hát tan của trừ tan 3 thì nó ra rất là đẹp là trừ pi trên 3 cộng với kpi. Các em có thấy là giải phương trình tan cô tan nó nhàn hơn hẳn đúng không? Nó ít họ nghiệm hơn. Vậy ta tìm được x bằng mấy? Nào mình tìm x này, bấm lại trừ 1 phần 3, chuyển góc này sang là trừ 1 phần 4, được bao nhiêu chia 5 giúp thầy? Trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 3 này, trừ 1 phần 4. Rồi, được bao nhiêu chia cho 5 đi? Kết quả là trừ 7 pi phần 60. Rồi, nhớ ở đây là em đến này chúng ta lấy cái góc đầu, cái đầu bút này này. Em chia 5 thì em vẫn phải lấy cả chu kỳ chia 5 nhé. Đấy, em đừng quên có rất nhiều bạn đến đây không chia 5 của chu kỳ này. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì? Đáp án A. Rồi, câu 14, nghiệm của phương trình 3 lần tan x bằng 2 là 3 lần tan x bằng 2. Vậy ta lần tan x bằng 2 phần 3. Các bạn có thấy xích tan của 2 phần 3 em thấy nó có đẹp không ạ? Không đẹp, không đẹp thì mình ghi như nào nhỉ? Không đẹp thì mình ghi kết quả là áp gì đấy? Áp tan của 2 phần 3 cộng với chu kỳ là kpi. Đáp án là gì? C. Rồi, câu 15. Nghiệm của phương trình 4 lần tan 3x cộng 9 bằng 0. 4 lần tan 3x cộng 9 bằng 0 thì đưa phương trình về tan 3x bằng chuyển về sang là trừ 9 phần 4. Rồi chúng ta bấm vào thầy xích tan của trừ 9 phần 4 thì em thấy cho đây chúng ta một góc rất là lẻ, đúng không nào? Vậy nếu nó lẻ như vậy thì ở đây ta rút ra được 3x bằng gì? À, chúng ta sẽ ghi nguyên là hát tan của trừ 9 phần 4. Cộng với chu kỳ là kpi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần chia 3 xuống là cái tìm được x rồi. X của chúng ta bằng hát tan của trừ 9 phần 4 tất cả chia cho 3 cộng với cả kpi trên 3. Đấy, chia 3 xuống nhá. Đáp án này, thằng này chưa chia 3 ở góc này. Thằng này đây chưa chia 3 cái nào luôn. Anh này thì chia 3 ở góc nhưng không chia 3 ở chu kỳ. Đúng ở đây là đáp án gì đây? B. Rất nhiều cách làm nhỉ? Rồi, rất là dễ. Các bạn quan sát ở đây, trong dạng 4 là chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình dạng là cô tan x bằng m. Thì cô tan x bằng m thì chúng ta tìm x bằng cách lấy hát cô tan của m rồi cộng với kpi. Nói chung thì về mặt công thức tìm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản thì nó giống nhau đúng không?
Rồi, vậy tuy nhiên thì em ý một điều là trên máy tính có một cái hạn chế là chúng ta lại không có cái phím quota. Mà trên máy tính thì chỉ có ba giá trị, đó là C code và gì không? Ta. Vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta tìm được cái đáp án quota đây? Thì các bạn biết là tan với quota là hai giá trị nền tảng của nhau. Vậy nếu quota thích bằng M thì nó tương đương phương trình nào? Quota thích bằng M thì nó tương đương với việc là phương trình tan x bằng 1 trên M. Vậy rõ ràng này, nếu ở trong phương trình này x của chúng ta là át quota đúng không? Át quota của M. Còn x ở đây là át quota của gì? À, át quota của 1 trên gì? 1 trên M. Tôi lớp đầu thì chúng ta cũng nhớ. Vậy rõ ràng đây là hai giá trị bằng nhau. Tôi lớp nghe rõ cái này chưa nhỉ? Vậy nhá, vậy tôi lớp quan sát này, át quota của M được chưa nhỉ? Không, trên máy tính không bấm được. Trên máy tính không bấm được thì ta sẽ bấm nó thành át tan của gì? Đó là 1 trên M. Đồng ý chỗ này chờ. Ví dụ đây thầy cho M bằng 3 thì để tính được át quota của 3 thì em bấm tính là át tan của 1 trên 3. Đó là hiểu quy luật bấm không nhỉ? Rồi, câu 16 nào, quan sát đi ạ. Ở trong câu 16 chúng ta hỏi nghiệm của phương trình cô tan x bằng căn 3 thì để giải được phương trình cô tan x bằng căn 3 này thì các em phải tìm được cho thầy đó là át quota của căn 3. Nhưng át quota của căn 3 thì các em phải bấm máy tính cho thầy như sau. Đấy, chúng ta không bấm được trực tiếp át quota mà các em sẽ ấn là sigma. Đấy, sigma. Thay vì ấn căn 3 thì các em phải dùng là 1 trên căn 3. Nên là các em ghi đảo cái giá trị này đi. Và kết quả ta được đây là x của chúng ta bằng pi trên mấy nhỉ? Pi trên 6 cộng ca pi. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Và các em đừng quên nhé, là phương trình tan của cô ta, cái phần này là kp, nhớ chưa? Rồi, trong câu 17 người ta hỏi nghiệm của phương trình cô ta của góc 2x bằng căn 3 trên 3 là, và sao nào? Cô ta của góc 2x bằng căn 3 trên 3, vậy ta sẽ tìm được góc 2x bằng, kèm vào nó thầy là át cô ta của căn 3 trên 3 là át cô ta của căn 3 trên 3 bằng cách là ấn xít ta của 1 chia thằng này. Đấy, 1 là em lấy 1 chia cho số này, hoặc là em đổi vị trí tử mẫu cho nhau cũng là bình đẳng như nhau hết. Kết quả đây là giống góc này bằng pi trên 3 cộng với ca pi. Em hãy nhớ là khi em bấm máy tính là cái mà em tìm được nó chính là cái góc này đấy nhá. Và lúc đầu như chỗ này thì nhớ nghĩa là em bỏ vào cô ta rồi đúng không? Rồi các em tìm được đến đây là em tìm được hết rồi. Em chia mấy số nhỉ? Chia 2. Đấy, ta được pi trên 6 cộng ca pi trên 2. Chỗ này sai. Sai, ta bằng đây, được chưa nhỉ? Rồi, câu 18, người ta hỏi nghiệm của phương trình cô ta góc 5x bằng trừ căn 3. Vậy cô ta này, của góc 5x là bằng trừ căn 3. Vậy nó tương đương là góc 5x của chúng ta bằng át cô ta của căn trừ căn 3. Nhưng át cô ta của trừ căn 3 thì em vẫn có thể là sigma của 1 trên căn âm căn 3. Nào, sigma của 1 trên trừ căn 3, kết quả là thầy đây là trừ pi trên 6. Rồi, sau khi thầy tìm được góc 5x thì thầy sẽ tìm x bằng cách là chia 5 xuống. Vậy thì ở đây là trừ pi trên 30 cộng ca pi trên 5. Em chia 5 xuống thì nhân 5 thì 6 là nhanh, đúng không? Không cần bấm máy tính nữa. Vậy đây là trừ pi trên 30 cộng ca pi trên 5, ta bảo đúng là ta bảo C. Câu 19 chúng ta hỏi là nghiệm của phương trình 2 lần cota x bằng 3. Tức là ta sẽ được phương trình là cô ta x bằng 3 phần 2. Vậy em tìm x như nào nhỉ? Ở đây em bấm áp cô ta của 3 phần 2 ra thì nó rất là lẻ. Vậy ta sẽ để nguyên kết quả là áp gì đây? Áp cô ta của 3 phần 2 cộng ca pi. Được chưa nhỉ? Vậy đáp án của chúng ta đây phải là đáp án C. Được không? Tất cả bạn bài ngang. Bạn nào mà bài ngang thì các bạn xem lại. Đây là ký hiệu của nó, đúng không? Đồng ý chỗ này chưa? Nhưng để bấm nó thì em sẽ bấm cái át gì? Để bấm thằng này thì mày em sẽ đưa về át tan của 2 phần mấy? 2 phần 3. Vậy em phải ghi rõ là át cô tan của 3 phần 2 hoặc là át tan của 2 phần 3. Ở lớp nghe rõ chỗ này chỉ là 2 cái này là bằng nhau và được công nhận là kết quả như nhau. Vậy trong bài này chỉ có đáp án C mới là đúng thôi nhá. Còn đây đấy là câu chuyện khác hoàn toàn. Lớp đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, nếu em đi cả, lớp như là giá trị là 3 phần 2 mà chỗ này em đi cả, em phải đưa này về tan đúng này. Lớp đồng ý chỗ này chưa? Chưa đưa về tan thì đi cả thì là sai ngay. Ok không? Rồi,
Câu 20 này, nghiệm của phương trình cota cos 3x cộng 15 bằng 0. Vậy ta đưa phương trình về dạng là cota cos 3x bằng trừ 5. Vậy cos 3x của chúng ta bằng, chúng ta nhận ra là át cota của trừ 5 rất là lẻ. Vậy em đi nguyên cái này ký hiệu là át cota của âm 5 cộng với capi. Rồi, vậy ta rút ra được x bằng át cota của trừ 5 chia 3. Át cota của trừ 5 tất cả chia 3. Rồi cộng với capi cũng trên 3. Nào, thằng này chưa chia 3 này. Thằng này chưa chia 3 này. Thằng này cũng thế. Thế là đúng cái này là đáp án D. Lỡ làm ra chưa? Rồi. Ở trong dạng 5 chúng ta tìm hiểu về các công thức nghiệm đặc biệt. Mời em quan sát có thể như sau. Các công thức nghiệm đặc biệt là các công thức dành cho các phương trình lượng giác liên quan đến sin và cos. Trước đây chúng ta vừa học này. Sin x bằng m là nghe nào? Nhắc lại, sin bằng m thì em tìm được x như nào? Có mấy trường hợp xảy ra? Hai trường hợp, x sẽ bằng a gì đây? A sin của m cộng k2pi hoặc x bằng gì nữa? Pi trừ đi a sin của m cộng với k2pi, có đúng không? Còn đối với phương trình cos thì sao? Cos x bằng m, điều này tương đương với việc x của chúng ta bằng a cos của m cộng với k2pi hoặc x bằng trừ đi a cos của m cộng với k2pi. Tớ đã đồng ý chỗ này không nhỉ? Rồi, tuy nhiên ở đây thầy đã nhắc lại đây là điều tố đặc biệt. Vậy điều đặc biệt xảy ra khi nào? Trong phương trình sin và cos, nếu như m bằng 0 hoặc m bằng cộng trừ 1 thì hai họ này sẽ cùng là 1. Để lỡ nghe rõ chỗ này chứ nhỉ? Vậy trường hợp đặc biệt là gì? Là khi sin và gì? Cos lần lượt bằng 0 hoặc bằng cộng trừ mấy? Cộng trừ 1. Vậy chúng ta nhận xét các thầy như sau. Nếu m của chúng ta lần lượt bằng 0 này hoặc cộng trừ 1 nhá. Nếu m là bằng 0 hoặc cộng trừ 1 thì các phương trình trên sẽ còn một log nghiệm. Đấy cũng là lý do tại sao ở đây là phương trình tan cota thì nó không có gì đặc biệt cả, bởi vì tan cota nó vốn là mấy họ một. Một họ thì chỉ dành cho sin cos khi nó bằng 0 với cộng trừ 1 thôi. Vậy thì bây giờ cụ thể nào, chúng ta chú ý thầy sẽ làm từng hàng một nhá. Vậy nếu sin x bằng 0 thì em gộp thành một họ như nào? Thì em làm như bình thường, em tìm x bằng cách để áp gì đây? Áp sin 0, bấm cho thầy xem ra bao nhiêu. Đấy, bấm cho thầy xem áp sin 0 ra bao nhiêu. Ra 0, ra 0 này. Và chu kỳ thằng này rất đặc biệt. Trong 3 thằng đặc biệt này thì thằng 0 lại có một tí đặc biệt nữa là chu kỳ của nó là k gì? Capi. Vậy về sau chúng ta sẽ ghi là 0 cộng capi thì em đi tắt có thể là k gì thôi? Capi. Đó là đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Khi sin bằng 0 hoặc là khi cos bằng 0 thì nhớ là thằng này là capi. Đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Còn trong các trường hợp còn lại thì vẫn là k mới pi hết. K2pi nào, các chúng mình sẽ tổng kết lại nha. Sin x bằng 1 khi nào lỡ giúp thầy nào ấn áp sin 1 đi. Sin sin 1 pi trên mấy? Ta lượng pi trên 2 nhưng trong này là cộng K2pi. Thế sin x bằng trừ 1 khi nào? X bằng trừ pi trên 2 cộng K2pi. Lỡ đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, đây là trường hợp khi sin x bằng 0, bằng 1 hoặc bằng trừ 1. Thế khi cos x bằng 0 thì sao? Em nhìn này, nhớ nhá là khi nó bằng 1 trong 3 giá trị này thì nó chỉ còn 1 họ thôi. Em đừng có áp dụng công thức phía trên này nữa. Các bạn nghe rõ cái này chưa nhỉ? Không áp dụng nữa. Khi nó bằng 0 với cộng trừ 1 thì đúng 1 họ thôi. Hai họ sẽ đi trùng nhau đây. Các bạn đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, vậy cos x bằng 0 tương đương x bằng gì? Nào là a cos 0 đi. Sin cos 0 á là pi trên mấy? Pi trên 2, như thằng này cứ phải cộng k gì thôi? K pi. Thật là đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi, vậy đó còn lại khi nào thì cộng k pi? Những trường hợp nào cộng k pi? Là khi em giải sin cos bằng mấy này? Bằng 0, hoặc là em giải phương trình tan cos, tan cos tan. Thật là nhớ cho thầy những phương trình mà chúng ta cộng với cả chu kỳ là k pi chưa? Thì đọc lại này, thứ nhất là phương trình sin cos bằng mấy? Bằng 0, hoặc các phương trình liên quan đến tan và cos.
cột tan. Còn đâu tất cả các trường hợp còn lại đều cộng ca với y hết. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải cộng ca này, ca y rồi là cái rõ cách chưa nhở? Tất nhiên ở đây là nếu mà có 30 thì phải chia số bấy nhiêu thì không đó, những ký này nó là xong, chúng ta tìm góc thì cái góc thì cái thằng đầu tiên nó phải là ca y. Đồng ý chỗ này chưa nhở? Rồi vậy ở đây là có cốt x 1 như nào? Tần xích cốt 1 là cái này đó. Bấm đi, mạnh dạn lên. Là không, không thì thôi không ghi nữa, nhưng mà ở đây cộng ca bấy nhiêu là xong. Em có hiểu là x bằng k 2 đi tức là log của chúng ta là log không chưa? Không cộng k 2 đi thì cos x bằng âm 1 như nào nhỉ? X bằng pi cộng k 2 đi. Chờ lớp có hiểu cách ở đây để chúng ta giải quyết các trường hợp đặc biệt của sin cos chưa? Rồi ở trong câu 21 đề bài hỏi chúng ta là phương trình sin 3x bằng không có nghĩa là nào, sin 3x bằng 0. Đấy, đây là trường hợp ở đây sin bằng 0 thì em tìm góc 3x lúc này đây chỉ có một trường hợp thôi nhá. Vậy ta sẽ được 3x của chúng ta bằng ấn thầy sin sin 0 ở đây nó bằng 0 rồi đúng không? Nhưng nhớ là trường hợp bằng 0 thì thằng này còn chu kỳ k thì thôi. Kp. Vậy đây em chúng ta x bằng gì là xong nhỉ? Kp chia 7 chia 3 để đáp án chúng ta là đáp án C nhá. Câu 22. Chúng ta quan sát là thầy trong câu 22 đề bài hỏi là phương trình 1 cộng sin x bằng 0 có nghĩa là thì ở đây ta sẽ đưa phương trình về dạng là sin góc 2x bằng trừ mấy đấy nhỉ? Trừ 1. Thì ở đây là trường hợp đặc biệt, em cứ nhớ là khi bằng 0 với cộng trừ 1 thì nó là trường hợp đặc biệt nhé, chỉ còn một họ thôi. Vậy em tìm góc 2x bằng cách là sin sin của trừ 1 thì em ta trừ bi trên 2 đúng không? Rồi trừ bi trên 2 cộng k2bi, trường hợp này nó có k2bi này, chia 2 xuống là xong. Vậy tìm x bằng cách này, anh này bằng trừ pi trên 4 cộng kp, trừ pi trên 4 cộng kp. Vậy thầy chọn đáp án đây là đáp án B. Đáp án B chưa? Câu 23, người ta hỏi là nguyên của phương trình sin của x cộng pi trên 2 bằng 1. Vậy chúng ta ở đây sẽ ấn sin sin của 1 để chúng ta tìm góc x cộng pi trên 2 như vậy. À, cái ấn sin sin của 1 thì nó ra pi trên 7 luôn. Pi trên 2 cộng chu kỳ là K2pi, vậy ta nhìn thấy chia tiêu pi trên 2 rồi. Vậy ta được x bằng K2pi, ta bán là gì luôn? D, phải lớp ra D chưa? Rồi, câu 24. Câu 24 người ta hỏi là nghiệm của phương trình là cốt của x cộng pi trên 2 bằng 1. Nào, chúng ta ấn sin cos 1, đây là trường hợp đặc biệt. Sin cos 1 ta mấy, ta không à? Vậy ở đây x cộng pi trên 2 bằng gì luôn phải lớp ơi? Chúng ta được cái góc, nát cốt lúc này là bằng 0 rồi. Vậy ở đây chúng ta chỉ cần cho thằng này là k mấy pi là xong nhỉ? K2pi, vậy ta chuyển thằng pi trên 2 là sang x của chúng ta sẽ bằng trừ pi trên 2 cộng K2pi. Đáp án đây là đáp án B. Trong câu 25 thì người ta hỏi chúng ta là cốt của x cộng pi trên 3 bằng 0. Đây là trường hợp đặc biệt. Bằng 0 là trường hợp đặc biệt một họ, nhưng mà thằng này đặc biệt hơn nữa là chu kỳ là kpi đúng không? Vậy ta có x cộng pi trên 3 bằng gì? Chúng ta ấn shift cốt của 0 thì em được là pi trên 7 đó. Pi trên 2, em được góc đây là pi trên 2 cộng với k thì là xong. K pi rồi nhá. Rồi em chuyển sang đây, pi trên 2 được trừ pi trên 3 là pi trên 7. Pi trên 2 trừ pi trên 3 em được pi trên 6. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì? D. Đó, đây là. Chúng ta quan sát ở trong câu 26 người ta hỏi là phương trình cos 2x bằng âm 1 có nghĩa là. Thì đây chúng ta tìm được thẳng góc 2x luôn. Bằng cách ấn thầy sin cos của trừ 1 thì em ra được góc là pi à? Đúng không nhỉ? Pi cộng K2pi. Vậy em dựng trên 2 xuống là tìm được x rồi. Vậy chỗ này là pi trên 2 này còn k Kpi. Pi trên 2 cộng Kpi. Ta bấm D. Câu 27 này, người ta có phương trình là cos của góc 3x cộng 2pi trên 3 bằng 1. Vậy người ta hỏi anh em có nghĩa là, thì bây giờ chúng ta đến là cosin của góc này bằng 1 thì chúng ta sẽ tìm được cái góc này bằng gì đấy? 3x cộng 2pi trên 3. Em vẫn có thể là sin cos 1 tầm này. Sin cos 1 nó ra 0 à? Được chưa? Vậy chỗ này là k mấy pi thôi. Cộng k2pi. Vậy chúng ta sẽ chuyển góc này sang đây. Và em đừng quên là chia mấy 1 đi. Chia 3. Vậy nếu em vừa chuyển sang vừa chia 3 thì nó sẽ là trừ 2pi trên mấy. Chuyển sang thì là dấu âm. Và chia 3 ở đây mẫu sẽ là 9. Rồi cộng với k2pi trên mấy nó là xong rồi. K2pi trên 3 trừ 2pi trên 9 cộng k2pi trên 3 đáp án B. Rồi, lớp kiểm tra xem đúng đáp án B chưa. Ok.
Chúng ta quan sát lượng đầy ở trong dạng số 6, công thức nghiệm cơ bản. Công thức nghiệm cơ bản đây là vẫn là các phương trình lượng giá cơ bản, nhưng bây giờ thay vì người ta cho chúng ta trước giá trị của một cho chúng ta trước giá trị sin cos tan thì người ta sẽ cho chúng ta là sin bằng nhau, cos bằng nhau, tan bằng nhau, cotan bằng nhau. Thì lúc này ở đây chúng ta không cần phải sử dụng máy tính gì cả, mà lúc này kèm tiền bấm thì kèm tiền áp dụng có công thức thôi. Nếu các em gặp phương trình có dạng là sin bằng sin rồi, sin x bằng sin alpha chẳng hạn, thì chúng ta giải phương trình này bằng cách là bỏ gì đi là xong, bỏ sin đi bằng nhau. Nhưng mà các em thấy là phương trình có dạng là một cái hay và nó đặc biệt hơn là các phương trình thông thường là không phải bỏ mỗi sin đi, mà sau khi bỏ sin đi thì các góc này có thể hơn kèm nhau cao với gì nhỉ, kai. Nhưng mà sin lại có tính chất là hai góc cùng nhau chúng bằng gì, bằng nhau. Vậy thằng này đây có mấy trường hợp xảy ra? Hai trường hợp, nghĩa là thứ nhất là chúng có thể bằng gì, bằng nhau với thêm bớt kai pi vào, chúng ta đồng ý nhỉ? Hoặc chúng có thể không bằng nhau thì chúng sẽ phải bù gì, bù nhau. Có hiểu không? Đây chúng ta bù nhau chưa, rồi và cũng thêm bớt bao nhiêu vào, kai pi. Chúng ta đồng ý chỗ này không nhỉ? Rồi để sin bù thì cốt phải gì, cốt đổi thì cosin thì như nào nhỉ? Cosin x và cosin góc alpha thì nó sẽ có hai trường hợp là x bằng alpha cộng k2pi, hai cái này bằng nhau, hai góc này bằng nhau. Trường hợp thứ hai là gì? Hai cái này đối gì đây? Hai góc này đối đối nhau. Rồi thì tan bằng tan thì sao? Tan bằng tan tương đương điều gì? À, chúng ta sẽ được x bằng thằng này chỉ có một họ thôi, nhưng mà nó có một họ nhưng chu kỳ lại là ca gì? Là vì các em có nhìn thấy sự khác nhau chưa? Rồi cô tan bằng cô tan thì sao? Cô tan bằng cô tan thì cũng bằng alpha cộng ca gì? Trở lại bắt đầu ý với thầy điều này không đã? Rồi tuy nhiên thì em lưu ý này, đây là công thức tốt người ta cho. Thế là khi em gặp phương trình có dạng như này thì em dùng một công thức là xong, cái này thì không bàn rồi. Tuy nhiên thì em bắt buộc phải ghi thêm cho thầy một số các trường hợp xảy ra nữa. Vậy em chú ý này, thứ nhất nhá, loại một này, nếu người ta cho sin x bằng trừ sin alpha thì sao, đau đầu chưa? Sin bây giờ sin nó không bằng sin mà sin nó lại bằng trừ gì, trừ sin. Vậy chúng ta phải xử lý được cái dấu gì ở đây, dấu trừ. Vậy chúng ta phải đưa dấu trừ vào bên trong góc thì chúng ta mới áp dụng được công thức, vâng đúng không? Vậy chắc hỏi là dấu trừ mà đưa vào bên trong góc thì các em còn phải sử dụng là cốt đồng với sin bù, sử dụng chính hai cái đó. Thế thì hai góc bây giờ chắc hỏi này, nếu thầy muốn bỏ dấu trừ đi, chắc hỏi là trừ sin bằng sin khi nào? Khi nào thì sin bằng trừ sin? Thì hai góc đó đối nhau. Đáp án là hai góc đối nhau với sin bằng nhau. Hai góc đối nhau cốt bằng cốt, vâng đúng không? Hai góc đối nhau cốt bằng cốt. Tất cả thằng còn lại sin bằng trừ gì, trừ sin, tan bằng trừ gì, trừ tan, cotan bằng trừ cotan. Vậy cho hỏi là muốn đưa cái dấu trừ này biến mất thì phải sử dụng góc đối của góc bạn thì alpha. Vậy chúng ta biến đổi thằng này thành gì, sin x bằng sin của gì, trừ alpha. Tức là mình đưa góc này về góc đối của nó. Tớ đã có đồng ý với thầy là bản thân ở đây sau khi chúng ta biến đổi trừ sin alpha bằng sin của trừ alpha thì bài toán đưa về công thức bình thường chưa? Vậy thì về sau để đỡ phải nhớ nhiều thì em có thể nhớ một cái hẹn này, đó là dấu trừ đứng, em phải nhìn nhá, dấu trừ đứng trước gì đấy, sin tan cotan thì đưa thẳng vào bên trong góc là được, không cần phải nghĩ nhiều, thế là đưa dấu trừ này vào trong góc. Nghe rõ chỗ này chưa? Rồi thì bây giờ tớ ơi, cốt bằng trừ cốt xử lý như nào? Cốt bằng trừ cốt thì rất là buồn. Thì các em nghĩ là nếu mà các em dùng hai góc đối nhau thì không được rồi. Nào hai góc đối nhau thì cốt nó lại bằng cốt đấy. Hai góc đối nhau cốt bằng cốt không được, không dùng hai góc đối nhau được, mà phải dùng hai góc gì? Hai góc bù nhau. Hai góc bù nhau cái gì bằng nhau? Sin bằng sin. Đúng không? Hai góc bù nhau sin bằng sin nhưng cốt lại bằng trừ gì? Trừ cốt. Nghe rõ chỗ này chưa? Vậy ở đây trong trường hợp này muốn xử lý dấu trừ ở đứng trước gì đây? Nhìn nhá, dấu trừ đứng trước cốt thì không dùng được hai góc đối nhau đâu, mà phải dùng hai góc bù gì? Bù nhau, nghĩa là phải dùng cái góc bù với góc alpha đây này. Nghĩa là chỗ này đưa này, cốt đây này bằng cốt của gì? Pi trừ alpha, hiểu ra vấn đề chưa?
Hiểu ra chưa? Lúc này thì cốt bằng cốt, lúc này lại là cũng cứ nghiệm như bình thường. Có hiểu cách thể hiện biến đổi chưa? Ok không nhỉ? Tiếp theo các em tan bằng trừ tan thì làm như nào? Tan bằng trừ tan. Tan, thực ra là tan này bằng trừ tan thì giải nó giống hệ sin bằng trừ gì? Trừ sin, đưa dấu gì vào bên trong? Đưa dấu trừ vào bên trong. Cô tan cũng thế. Cô tan mà bằng trừ cô tan thì đưa về cô tan của x bằng cô tan của trừ gì đấy? Trừ alpha. Thế là đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Không thắc mắc gì không? Vậy em phải rất nhớ và nhớ chính xác các thầy là khi nào chúng ta xử lý được dấu trừ trước sin cos thì phải thuộc hai góc đối nhau. Học rất dễ này, hai góc đối nhau cos bằng cos. Nhưng sin bằng trừ gì? Trừ sin. Cho nên vì sin bằng trừ sin cho nên muốn mất dấu trừ phải dùng hai góc đối nhau. Tan bằng trừ tan cho nên muốn mất dấu trừ dùng hai góc. À, thầy vừa đọc là hai góc đối nhau. Sin bằng trừ sin cho nên là muốn mất dấu trừ phải dùng hai góc đối gì? Đối nhau. Tan bằng trừ tan cũng thế. Cô tan bằng trừ cô tan cũng thế. Chỉ có duy nhất là nào thôi, dấu trừ đứng trước thì cốt thì phải dùng hai góc bù nhau này. Thế là kẹt rõ cái này chưa? Rồi, thế bây giờ em gặp như này thì em xử lý như nào? Nào, nó rất nhiều trường hợp xảy ra. Thế sin x bằng cos alpha thì làm như nào? Sin bằng cos thì không thể nào bỏ hai thằng này đi, không thể cho x bằng alpha được. Mà bắt buộc phải đưa về sin bằng sin hoặc cos bằng gì? Cos bằng cos, vậy cho gọi là sin cos có giá trị chéo nhau đúng không? Thì nếu hai góc đó cùng gì? Cùng nhau. Vậy chúng ta nghĩ ngay là nếu chúng ta có hai đường biến đổi. Một là em đưa về gì? Sin x bằng sin của gì? Em giữ lên thằng này nhưng mà em muốn biến đổi thằng này thì em phải lấy pi trên 2 trừ a gì? Pi trên 2 trừ a pa thì đã hiểu không? Ok chưa? Hoặc nếu em biến đổi thằng này về cos thì nó sẽ trở thành gì? Nếu em biến đổi thằng này là cos của pi trên 2 trừ góc nào đấy? Trừ góc x, đúng rồi. Hoặc bằng cos của vi trên 2 trừ góc x thì bằng cos a cos alpha, nghĩa là trong trường hợp này thì giữ cái cos alpha nó chưa có hai hướng biến đổi. Thầy đã có đồng ý với thầy chỗ này không ta? Tan bằng cos tan có tương tự như vậy không? Tan bằng cos tan có tương tự như vậy không? Có, đúng không? Tan x này bằng cos tan, nhưng mà tan với cos tan thì thầy nghĩ là em nên đưa về ta thì đẹp hơn. Nói chung thì có hai người biến đổi này. Nhìn nào, nhìn gì? Đưa cô ta về ta thì góc của chúng phụ gì? Phụ nhau. Và ở đây chúng ta đưa nó về gì? Tan x bằng cô ta của pi trên 2 trừ alpha có được không? Tan. Được không? Đây là em đưa về ta bằng gì? Bằng tan thì em biến đổi thế này. Còn nếu em muốn đưa về cô tan bằng cô tan thì em phải biến đổi thằng này. Vấn đề ở em muốn biến đổi thằng nào mới là câu chuyện đúng không? Em biến đổi thằng này thì thằng này sẽ trở thành cô tan của gì? Pi trên 2 trừ x bằng cô tan của alpha. Lỡ bắt đầu ý chỗ này đã. Ok không nhỉ? Rồi, thế bây giờ mở rộng ra này. Nào, vậy chúng ta nhìn nhau. Sin bằng trừ sin, cos bằng trừ cos, tan bằng trừ tan, cos tan bằng trừ cos tan, nghĩa là dấu trừ trước các hàm sin cos tan ta xử lý thế nào thì thầy hướng dẫn rồi. Thế giờ hai hàm chéo nhau xử lý là hai góc cùng nhau và vừa chéo vừa trừ thì sao? Nào lỡ như này, sin x này mục tiêu của mình là gì? Em phải nhớ rõ là mình phải đưa về các phương trình có công thức đúng không? Là sin nó phải bằng được sin, cos phải bằng cos. Vậy bài này có hướng giải quyết như nào? Nếu bây giờ thì muốn đưa về sin bằng sin thì thầy phải đưa thằng này về sin đúng không? Thì cái đầu tiên là thầy cứ đưa thằng này về sin đã, rồi đưa dấu trừ vào bên gì? Bên trong. Nào cho hỏi là bây giờ thầy biến đổi thế nào? Cho lớp nhìn. Nhìn thầy biến đổi. Cos alpha đưa về sin của gì? Cos góc alpha đưa về sin của gì? Pi trên 2 thì alpha, và chỗ này vẫn còn dấu gì? Dấu trừ. Cả lớp hiểu cos alpha bằng sin của pi trên 2 trừ alpha, cả lớp đồng ý với thầy điều này không ạ? Bây giờ dấu trừ này xử lý thế nào? Đưa vào bên gì này?
bên trong sẽ giải trừ. Thật ra mình dùng lộn trời. Đấy, lúc này đây ta đưa dấu trừ vào bên trong này, này bằng sin của góc nào? Trừ vi trên mấy? Trừ vi trên 2 góc A thì góc A toàn nhiều cái nào chứ? Có đâu gì không? Rồi, nào, thế cốt bằng sin thì sao? Thực ra cốt bằng sin thì nó ngược lại không? Cốt bằng trừ sin. Thế bây giờ thì muốn đưa cái cốt bằng cốt thì phải làm thế nào? Thì ví dụ em gặp tầng như này, em phải tìm ra hướng biến đổi. Thì tầng này lại đưa về gì? Nhưng mà tầng này thì khuyên nhé. Vừa rồi này, mình đưa về sin trước, sau đó mình đưa dấu trừ vào. Nhưng cái vị này nếu bây giờ em đưa tầng này về cốt trước thì em phải dùng hai góc phù nhau rồi đó, mất thời gian. Nên đưa cái gì vào trong trước đẹp hơn. Dùng dấu trừ trước sin, đưa dấu trừ vào bên trước, bên trong, và nhìn như thế nào rồi. Có được không? Có đồng ý không? Có hiểu thấy là dấu trừ vào bên trong luôn không? Xong bây giờ thì mình đưa sin về gì là xong? Được không? Bây giờ thì đưa sin này về gì? Cốt cho đổi phụ với góc này là sin trên 2 trừ cái góc alpha này. Góc alpha. Thế là đồng ý với cách thể biến đổi không nhỉ? Rồi, mục tiêu là đưa về sin bằng sin, cốt bằng cốt, tan bằng tan, cos bằng cos. Đấy. Thì nếu mà chẳng may gặp dấu trừ hoặc các giá trị này chéo nhau thì phải tìm ra hướng biến đổi. Thế là đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Rồi. Đấy, muốn biến đổi dấu trừ là nghe này. Muốn biến đổi dấu trừ thì phải nhớ đến hai góc bù với nhau hoặc hai góc đối gì đối với nhau, chỉ nhớ bù với đối thôi. Còn nếu mà muốn đưa chéo đưa sin về cốt thì phải dùng hai góc bù nhau rồi đưa tan về cos tan đấy. Và đã đồng ý cho lại không nhỉ? Rồi trên đây thì liệt kê gần như là đỉnh các dạng rồi. Đấy, nếu mà liệt kê ra nữa thì bôi ra thì nó rất nhiều, cái quan trọng đó là quy tắc nha. Rồi trả lời quan sát nha, câu 28 này. Thầy ta hỏi là nghiệm của phương trình sin của góc 2x trừ đi bi trên 5 trừ đi sin của x cộng bi trên 5. Thế thì ở đây là lớp thì ngay là trong câu 28 này thì cách đơn giản nhất thì em đưa cái phương trình trên về dạng sin bằng sin chuyển đi sang là xong. À, chuyển sin của cái thằng x cộng bi trên 5 sang thì khi chuyển thì thầy lưu ý cho cả lớp nhé. Khi em chuyển đó, thì em ưu tiên thằng nào nhiều ít hơn thì em đặt nó đứng trước, thằng nào ít hơn thì em đặt nó đứng thẳng dưới vào. Tại sao đặt như vậy? Cái cái hình dung rất dễ hiểu này. Vậy để cho em dễ như này nhá, sin 3x bằng sin x. Nếu mà em làm như này này thì có phải sinh ra hai trường hợp đúng không? 3x bằng x cộng k2b hoặc 3x bằng pi trừ gì? X cộng k2b. Thì em có nhận ra là x lúc nào cũng dương không? Em chuyển ra đây là 2x, em chuyển ra đây là 4 gì? 4x. Nhưng nếu như cũng là phương trình như này, nhưng em đặt như này này. À, em nhìn thấy phương trình nó vẫn như nhau đúng không? Thật là đồng ý với thầy điều này không ạ? Thì lúc này ở đây thì nó sẽ sinh ra trường hợp là x của chúng ta sẽ bị âm. Đây em nhận ra thì lúc này thì chuyển 3x sang đây nó âm 2x này. Thì lúc này cái thằng chu kỳ này của chúng ta nó bị mang dấu gì nhắc lại này? Chu kỳ này của chúng ta lúc này sẽ bị mang dấu gì? Âm. Nó không sai. Nhưng mà các kết quả thì rất hiếm khi nó để kết quả có thằng ca âm. Cả lớp có hiểu thế nào không nhỉ? Vậy em muốn làm bài mà ra được kết quả luôn, ví dụ thi trắc nghiệm như này này, em muốn ra được kết quả luôn thì em phải là tất cả kết quả mà để tổng cộng như này là chúng ta phải nhớ là đặt cái thằng nào nhiều ít hơn đứng trước, thằng nào ít ít hơn thì em đặt nó bên tay phải. Cả lớp hiểu cách biến đổi chưa? Rồi bây giờ đây là đưa phương trình này về dạng này, sin của góc 2x thì là trừ vi trên 5 bằng sin của góc x cộng vi trên 5. Vậy có hai trường hợp xảy ra, đó là 2x bằng trừ vi trên 5 bằng x cộng vi trên 5. Cộng với k2b hoặc 2x trừ vi trên 5 bằng gì? Bằng gì cả đó? Trường hợp thứ hai là trường hợp thứ nhất là hai thằng này bằng nhau, trường hợp thứ hai là hai thằng này phải bù gì? Bù nhau nghĩa là em lấy bi trừ đi thằng này thôi. Bi trừ đi bao nhiêu đồng đây? X tải cộng là giờ đúng rồi, trừ tiếp bi trên mấy, nghĩa là em trừ đi góc này thì em phá góc nó phải là hai dấu trừ đúng không? Nhưng chu kỳ thì vẫn phải là dấu gì nữa nhỉ? Dấu cộng đấy. Nên mình chỉ trừ cái góc này thôi, không được trừ cái thằng này đâu nhá. Ok không nhỉ? Rồi, vậy em cứ gọi thằng này. Thằng này chuyển sang đây là x. Thằng này chuyển sang đây là 2 pi trên 5.
x bằng 2 pi trên 5 cộng với k 2 pi. Hãy tập nhẩm dần đi cả lớp nhé, tập nhẩm dần đi nào. Chuyển thằng này sang đây là 3 x cũng cứ để đấy, 3 x này thằng này hết này, vậy ở đây còn pi thôi, mà chuyển thằng này sang đây là 3 x thì có phải là cái phải chia mấy xuống, chia 3 cộng chỗ này là pi trên mấy, pi trên 3 cộng k 2 pi cũng trên 3, đáp án là gì? Đáp án là D. Rồi, đáp án D. Câu 29 chúng ta tìm ra giải hướng là hàm nào? Câu 29 cos 2x trừ tí cos của x cộng pi trên 3 bằng 0. Thì lập tức ở đây chúng ta nhìn ngay là phương trình này nên đưa về dạng cos bằng cos đúng không? Thì thằng nào nhiều ít hơn, ở đây thằng này có tận 2x, thằng này có 1x thôi. Vậy thì thằng nào ít hơn thì chọn ra đi đi, chọn ra đây bằng nhá. Vậy phương trình này sẽ đưa về dạng cos 2x bằng gì nhỉ? Cos 2x bằng cos của góc x cộng pi trên 3. Đó, phần ví chỗ này chưa? Vậy ở đây chúng ta có hai trường hợp. Thứ nhất này là hai góc này bằng nhau. Em nhớ nhá, hai góc này bằng nhau. Tức là 2x bằng x cộng pi trên 3 cộng k 2 pi. Hoặc trường hợp thứ hai là hai góc này không bằng nhau nữa, mà hai góc này sẽ đối gì? Đối nhau, bởi vì cos bằng cos là hai góc có thể đối nhau được. Vậy đây ta được là trừ x trừ pi pi trên 3 cộng với k 2 pi. Rồi em giúp họ tìm x này, cả lớp nhẩm nhanh này, chuyển ra đây còn 1 x thì x bằng pi trên 3 cộng k 2 pi luôn. X sẽ bằng pi trên 3 này cộng với k 2 pi luôn. Thế là chuyển này sang đây là 3 x, chia 3 xuống thì chỗ này là trừ pi trên 9 đúng không? X của chúng ta bằng trừ pi trên 9 cộng chu kỳ là k 2 pi trên 3. Đáp án là gì? C. Nó nghe như là đáp án C. Câu 30, người ta hỏi nguyên của phương trình tan của 3x cộng với pi trên 10. Tan của 3x cộng pi trên 10 bằng tan x thì bài này chả cần mình biến đổi làm gì cả. Bài này áp dụng công thức thôi, bỏ gì đi là xong. Bỏ tan đi, cho hai góc bằng nhau cộng với cả bao nhiêu thôi. Tan cô tan thì thêm bớt k thì bao nhiêu? Tan pi. Vậy ta được 3x cộng 3x này cộng pi trên 10 và x cộng với k pi thôi, nhớ là tan cos tan thì cộng k pi thôi. Rồi bây giờ nào chúng ta chuyển sang đây còn mấy nhìn nhá, bây giờ mình học nhẩm đi, toán không thể nào là đến cấp hai được, không phải biến đổi từng tí một như thế không đủ thời gian để làm. Chuyển sang đây còn 2 x, chuyển sang đây là trừ pi trên 10, vậy chia 2 xuống thì x sẽ bằng trừ pi trên bao nhiêu? Trừ pi trên 20. Cái gì phức tạp quá thì mình phải biết nhiều bước ra, cái này nhẩm được cộng với k pi trên 2. Đấy, đáp án đây là đáp án B. Nhớ chưa? Rồi, tiếp này ngồi viết 3x trừ x này. 3x trừ x bằng trừ pi trên 10 cộng k 2 pi. Sau này xuống một dòng nữa còn 2x rồi mới chia 2. Làm như thế thì khác gì? Trông nó mẫu giáo quá đúng không? Rồi, chuyển về chia luôn. Câu 31 này, nghiệm của phương trình cô tan bằng cô tan. Rồi cô tan bằng cô tan, bỏ cô tan đi, cho hai góc này bằng nhau là xong. 3 x này cộng pi trên 10 bằng x trừ pi trên 3 cộng với k pi nào. Thì bây giờ thằng này nếu mà nhiều bước quá thì có thể là chia thêm một bước, là 2 x bằng, chuyển sang đây là bằng 2 x bằng máy tính này, trừ 1 phần 3 trừ 1 phần 10 ra bao nhiêu ta? Bấm nút này, trừ 1 phần 3 trừ 1 phần 10 cộng với k pi. Bây giờ chia mấy xuống là hết bài nhỉ? Chia 2 xuống thì là trừ 13 pi trên tận 6 mấy đấy? 60 cộng với k pi trên 2 trừ 13 trừ 60 k pi trên 2, đáp án đây là C. Nào, ở lớp nhiệm này câu 32 này, thực ra thì câu 32 là một câu hỏi mà em phải ghi nhớ thêm một loại công thức nữa, đó là sin cộng cos. Rồi cái này thì thầy sẽ cho luôn nhá, mà tất nhiên là liên quan đến bài sau thì chúng ta vẫn phải học về công thức sin cộng cos bằng gì. Thì bây giờ ở lớp nhớ rất là thêm này, sin x bằng cộng cos x thì em thưa là em chạy thành căn 2 sin của x cộng với y trên 4, nhớ chưa? Nhớ thầy thêm công thức này, sin x cộng cos x thì bằng căn 2 nhân sin x cộng y trên 4. Nhớ thầy tổng hai thằng này đưa về thằng này luôn, được chưa? Tổng hai thằng này đưa về căn 2 lần sin của x cộng y trên 4. Rồi,
Vậy thì sau khi chúng ta có công thức này, sau khi chúng ta có công thức này thì chúng ta nhìn thấy phương trình của chúng ta sẽ tương đương là căn 2 lần sin của x cộng với y trên 4 anh này bằng căn 2 lần sin 5 x. Rồi, mẹ mất căn mấy rồi? Bằng căn 2, sin bằng sin, nếu như bây giờ em bỏ sin luôn thì không ổn rồi. Bởi vì cái đấy là các cái đáp án đây đều được cộng hết đây đúng không? Và thằng này đang có 1 x và thằng này có tận mấy x đây? 5 x, vậy thì chúng ta phải coi coi cái bên trái là mấy thì đúng nhỉ? Hello? Thế là chúng ta sẽ viết lại là gì? Sin mấy x chưa? Sin 5 x bằng sin của x cộng y trên 4 á. Lẫn hiểu cái thầy nói cái này chưa? Nếu mà em để như này thì nữa cái ca nó sẽ âm thì cái đầu bút nó sẽ bị thay đổi. Các em không nhìn ra được đáp án đúng nữa. Đồng ý chỗ này không nhỉ? Mặc dù nó không sai nhưng mà làm nào để nhìn ra được hai góc bằng nhau để liên quan đến bài tiếp theo. Bài số 8 á. Đấy, câu chuyện nó dài lắm. Cho nên là hãy làm thế nào mà ra được luôn đáp án của bài toán là ngắn nhất. Đúng không? Làm phát là chỉ quay thôi, tập đánh ý nhiều. Vậy ở đây ta có hai trường hợp xảy ra. 5x bằng x cộng y trên 4 cộng căn 2y hoặc 5x bằng gì? Sin bằng sin. Tức tới hai thằng bằng nhau hoặc hai thằng bù nhau. Pi trừ gì? X trừ pi trên 4 cộng căn 2y nó giúp thầy đi. Chỗ này chuyển sang đây còn 4x chia 4 số là pi trên 10 mấy? Pi trên 16. K2Y mà chia cho 4 ạ. Đặt đi trên 2. Được chưa? Chia 4 đi, thằng này mất 2 rồi, trên 2 thôi. Chuyển thằng này ra đây là 6 ạ. 6 ạ. Nhưng mà thằng này chuyển thằng này là còn 3Y trên 4. 3Y trên 4 cũng đã chia cho 6. Bấm đi, 1 trừ 1 phần 4 được bao nhiêu chia 6 thì đâu, nếu mà cả tác nhầm cái này. 3 phần 4 mà chia cho 6 là 3. À, không, không. 1 phần 8 ạ. Đúng không? 1 phần 8. Cái này trên 6 thì còn ca đi trên 10, trên 3 nhá. Đáp án là gì? Đó là C. Ok, rồi, câu 32. Câu 33 người ta hỏi nghiệm của phương trình sin của x cộng 2 đi trên 3 bằng cos 3x. Các em nhìn thấy ngay ở đây là thành tận 3x, là thành cos 4x. Mà sin lại bằng cos, chắc chắn bài này phải dùng hai góc như nào rồi. Sin bằng cos là phải dùng hai góc phụ ra phụ nhau, còn đúng không? Nhưng bây giờ mình biến đổi thằng sin hay biến đổi thằng cos là câu chuyện. Thì thầy đã mách cho chúng ta một cái kinh nghiệm nhỏ là gì? Thằng nào nhiều ít hơn thì phải giữ nguyên. Vậy bài toán này chúng ta phải biến đổi cos 3x bằng gì cả là lớn? Cos 3x bằng sin của gì? X cộng 2y trên 3, có đồng ý không? Hiểu không nhỉ? Rồi, bây giờ mình đưa thằng sin này về gì này? Cos 3x để giữ nguyên nhá. Đó là giúp thầy nào. Bây giờ thầy đưa thằng sin này về thằng gì đây? Cos. Thế cho hỏi là nếu thầy đưa sin về cos thì chúng ta phải lấy góc phụ với góc này. Mà phụ với góc này là pi trên 7 đây. Pi trên 2 trừ x rồi trừ 2 pi trên 3. Đấy, nên thầy biết được các em cái này là tình cảm đấy. Bấm thẳng mày thì pi trên 2 trừ 2 pi trên 3 sẽ có bao nhiêu? Bao nhiêu? Trừ pi trên 6. Đấy, bấm 1 phần 2 trừ 2 phần 3 nhá. Ok chưa? Hình dung được không nhỉ? Rồi, vậy ở đây cos bằng cos thì bỏ cos đi. Vậy 3x của chúng ta sẽ bằng trừ x trừ pi trên 6 cộng k2pi hoặc 3x bằng đối của thằng này thì bỏ hết dấu trừ đi. X cộng với pi trên 6 cộng k2pi. À, vậy ở đây bài toán kết thúc rồi. Chia đây là 4x, 4 là chia xuống là trừ pi trên 2 mấy này? Trừ pi trên 24, chia 4 xuống thằng này bằng k pi trên 2. Được không? Rồi, chuyển sang đây còn 2. 2x mà chia 2 xuống thì thằng này là pi trên 10 mấy này phải lỡ nhỉ? Pi trên 12, thằng này còn k gì thôi? K pi, tạm ăn thôi. 7. Đó, cái gì để ra đây chưa? Rồi, đã làm lên. Đó. Câu 34 để nó quan sát.
người ta hỏi nghiệm của phương trình cô tan cos 2x cộng đi trên 6 bằng trừ trừ đi tan x bằng 0. Thì phương trình này để nhớ là biến đổi thằng nào thì nhiều ít hơn thì để nguyên, thằng nào ít ít hơn là phải đưa nó sang bên phải để lẫn đồng chỗ này. Bây giờ vậy phương trình này thì đưa thành cô tan của gì đây, 2x cộng pi trên 6 bằng tan x. À thằng tan này đưa về gì nhỉ? À thằng tan này đưa về cô tan, sau đó đưa về cô tan thì phụ với góc x là pi trên 2 trừ gì là sao, trừ x đó, thật đơn này. Đấy, viết lại cái này bài nhé. Ok. Ở đây không làm được nữa không? Nhá, mình làm ra kính không? Nào, vậy bỏ cô tan đi cho hai góc bằng nhau. Cô tan thì giải dễ hơn sin cos rất nhiều. Bởi vì cô tan ở đây chỉ cần hai thằng bằng nhau cộng thêm cái chu kỳ thôi. Đấy, mình làm được 2x cộng pi trên 6 bằng pi trên 2 trừ x cộng với ca pi. Rồi, tiếp theo chuyển thằng này sang đây là 3x, được chưa nhỉ? Đấy, bằng chỗ này là pi trên 2 trừ pi trên 6 bằng pi trên 3, đúng không? Cộng với ca pi, chia 3 xuống để kết thúc không? Pi trên 9 cộng ca pi trên 3, ta bán nhé. Rồi, và nó tự đi vào này chưa? Để chốt lại là phần này chúng ta học cái gì đó? Đọc lại cái tên bài này, bài này rất quan trọng. Đó là phương trình lượng giác cơ bản. Các bạn hiểu này, sau này chúng ta dù có học phương trình lượng giác khó hay dễ, nó đều đưa về một trong năm dạng này, một trong sáu dạng của trên này. Lớp mình dùng được nhỉ? Thế là một phương trình lượng giác này người ta chọn khó đến mấy thì vẫn phải đưa về một trong sáu dạng này, còn chúng ta có kết luận nghiệm. Vậy chúng ta có những dạng nào? Đầu tiên này, sin x bằng m, cos x bằng m, tan x bằng m, cos tan x bằng m, nghĩa là cho trước chúng ta giá trị của một của gì đấy, sin cos tan cos tan, đúng không? Tiếp theo ở đây là người ta không cho như vậy thì chúng ta có trường hợp đặc biệt là khi sin cos bằng 0 hoặc cộng trừ mấy nhỉ? Cộng trừ 1. Hoặc cuối cùng là sin bằng sin cos bằng cos tan cos tan cos tan cos tan. Chúng ta thuộc chỗ này chưa nhỉ? Rồi, chúc em buổi tối vui vẻ.